Mịt thứ check-in. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2021. Theo cập nhật của Mịt thứ, ngày hôm nay tại thị trấn thứ 11, điểm nổi bật trước tiên là công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát có sự tăng cường giám sát và tuần tra nhắc nhở người dân và các hộ tiểu thương tại trung tâm thị trấn thứ 11 cần nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như biên bản đã ký cam kết từ trước là không mở cửa kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Mật độ bà con đi chợ theo phiếu đi chợ là giảm so với những ngày trước. Để chia sẻ với Mịt thứ, bà con tiểu thương tại chợ cá cho biết hàng hóa thì vẫn về đều đặn nhưng mà bán ế lắm em. Tụi chị bây giờ là phải đăng hình ảnh trên Facebook cá nhân luôn, trên Zalo nữa để bán online, ai cần mua thì mình giao tận nhà. Có thể nhận định đa số người dân ra đường ngày hôm nay là đi giao hàng, vận chuyển hàng hóa mà phần lớn là lương thực, thực phẩm thiết yếu. Bây giờ chúng ta sẽ ghé ngang chợ cá thứ 11 để thăm hỏi bà con và khảo sát giá cả một số mặt hàng nông sản thực phẩm có mặt trên thị trường này. Dưa leo ký 10.000, bí đao chế? Bí đao mười mấy ngàn hả? Ổi này ký nhiêu? Còn cái này là bưởi gì? Bưởi da xanh hả? 30.000 ký bưởi da xanh. Ôi củ sắn nè. Nhiêu chế? 10.000 hả? Cóc? Cóc 20, chôm chôm, chôm chôm 15, xoài cát, măng cục, măng cầu, táo chế, này là gì, bồng bon bao nhiêu, bồng bon 50, còn lũ, thanh long 10. Trái nhiêu chế? 14k luôn. Ngon quá nè. Và tiếp theo đây là giá cả đủ các loại thực phẩm từ rau củ quả, bánh ăn vặt cho đến bạc khía, chuột cùm nhum, cá tôm mực, cá khô các loại đã được chào bán trên các nhóm bán hàng trên địa bàn huyện An Minh mà Mịt thứ thứ 11 là cập nhật được trong ngày hôm nay. Nghe đọc. Bánh tét nha. Một đòn nhiêu chứ? Ta bán đòn nhiêu? 40 một đòn hả? Nhưng thịt mỡ còn như mỡ không phải. Và đây là bánh bò rễ tre 1 ký 50.000 kèm nước cốt dừa ship tại nhà nghe bà con. Đang nhìn con gì mọi người có biết không? Đó chính là con chuột cúng nhum. Và mặt hàng này thì đi ship ở khu vực xã Vân Khánh, huyện An Minh thôi nha bà con. Thèm chả lụa thì hú nha, nhưng mà chị shop cũng khuyến cáo mà chị em nào mà điện thoại không nghe là em không có giao nữa đâu, mấy chị cần thì gọi lại em. 1 ký 60.000 nha. Em có bà khía nha các ơi, bà khía bao ngon luôn. Bà khía tự muối tại nhà nha, ngon em lắm, ai ăn thì nhắn em. Em có bà khía nha các ơi, bà khía bao ngon luôn. Này bà khía tự muối nha, ăn thì nhắn em.
ba khía trộn sẵn nha cả nhà ơi. Nè, có hai loại nha, chưa trộn với trộn nha. Nè, trộn sẵn nè. Ớt tỏi, chanh đường. Ăn có ăn alo mình tiếp nha. Khu vực thứ 11 nha. Với 150.000 trộn sẵn luôn. Ngon lắm, con bự bự không? Và một trong những mặt hàng được chào bán nhiều nhất là hải sản, nhất là cá biển, các loại luôn. Như lưỡi trâu, cá đuối, cá trai, sóc, chét, đến mực, thẻ, bạch tuộc, kẹm. Và đặc biệt là chỉ cần chốt đơn thôi, Sài Gòn, Bình Dương là nhận tuốt ngang. Hai chục, ba chục con thôi. Thẻ biển nha, 20-30 con một ký nha. Tỷ lệ in bớt em nha. Cá chai, lưỡi trâu, cá đuối mới về mọi người ơi. Cá quá ngon chưa xanh. Dưới nha, xếp trong thị trấn thứ 1. Ngon, cá tươi luôn nha. Ăn giờ luôn. Còn ký mấy 2 ký không nha. Giá rẻ mềm luôn nha. Có sỉ luôn, sỉ lẻ luôn. Còn đây là cá phèn 5-6 con 1 ký nha khách ơi. Giá rẻ hết hồn luôn á. Cái người nha, mày vô, mày vô. Cái mẹ ơi. Dạ. Có sỉ luôn nha. Sỉ lẻ. Giai trong khu vực trong nha. Mới về mọi người, mới vui thùng vô luôn. Quá trời ngon luôn. Phè mỡ đỏ ao. Quá trời đẹp. Bọn đi. Chị em nào bạn có dùng alo cho mình nha, số điện thoại phía dưới nha. Quá ngon luôn. Em mới văng lưới về có một ít cà phê nghe mấy chế ơi. Chế nào ăn thì đặt em có tiền nghe có ít nghe mấy chế ơi. Cá bự nghe, cá bự 35.000 ký giao hàng tặng ơi lên nha mấy chế. Đó, lưới nè mới vừa văng vô luôn nè. Đó, cá nhỏ thì 20.000, cá bự thì bị 35.000 nha. Vậy nè, anh có tiền nè, 10 kg à. Đây nè, mới vừa văng về luôn nè. Đó, cá bự nè, thấy chưa. Mua cá bự làm nữa, cá bự nghe mấy chế ơi. Đây, cá bự không luôn. Em mua em. Đó, em tay anh bóp cho em nha. Bao tươi luôn. Em có cá ngừ nha khách ơi. Cá này tươi xanh luôn nha, quá trời ngon luôn. Ăn thì nhắn em nha. Cá này bao tươi luôn. Thank you.
và cuối cùng mặt hàng bán quanh năm các loại khô. Ăn thì nhắn em giao nha. Có khô một nắng nha các ơi. Đây. Ốp vừa ăn nha, khô có được một nắng. Ăn thì nhắn em giao nha. Cái lưỡi khô đó. Cái này là nửa ký nha, nửa ký nhiều lắm luôn. Ký 120. 130. Xỉn 120, 130. Ăn thì nhắn tin em nha. Ở nhà vui không chú? Vui. Mày đưa ông cho mẹ đi.